Hôm nay buổi thứ ba, cô nói về tìm kiếm trên đồ thị, mà mình giới hạn là chỉ trên đồ thị vô hướng thôi nha. Tìm kiếm trên đồ thị vô hướng thì cô thấy là dù mình tổ chức dữ liệu trên máy tính bằng cấu trúc dữ liệu hay là mô hình dữ liệu nào đi nữa, thì việc tìm kiếm dữ liệu là việc làm thường ngày. Biểu diễn dữ liệu trên đồ thị cũng không nằm ngoài quy luật phổ biến đó. Đọc: muốn tìm kiếm dữ liệu trên đồ thị, ta phải xây dựng các thuật toán duyệt mỗi đỉnh của đồ thị, mà mỗi đỉnh chỉ xét đúng một lần thôi. Ở đây mình quan tâm đến hai thuật toán cơ bản nhất, đó là thuật toán duyệt đồ thị theo chiều sâu, viết tắt DFS của tiếng Anh, thuật toán duyệt đồ thị theo chiều rộng, viết tắt BFS tiếng Anh. Rồi đây cô minh họa bằng cái này, cô thức khuya cô làm đó. Ở đây cùng một đồ thị, cô bên đây cô duyệt theo chiều sâu, nay cô duyệt theo chiều rộng, nói bằng ngôn ngữ tự nhiên, xuất phát từ đỉnh không. Cái đỉnh nào mà duyệt rồi thì cô sẽ đổi màu, tô màu đỏ. Đỉnh nào đã duyệt rồi tô màu đỏ để mình biết mình không duyệt lần hai. Mỗi đỉnh duyệt một lần thôi. Vậy thì xuất phát từ đỉnh không, cô đánh dấu đã duyệt đỉnh không. Rồi bây giờ nếu mà tìm kiếm theo chiều sâu, duyệt theo chiều sâu á, thì đỉnh không nó sẽ tìm một đỉnh kề với nó. Đỉnh kề là đỉnh mà có đi đường đi trực tiếp từ nó đến cái đỉnh đó ha, và chính là đỉnh một. Vòng lặp của mình chỉ số bắt đầu từ không, cho nên ở đây đỉnh một cũng là đỉnh kề, đỉnh năm cũng là đỉnh kề, nhưng do vòng lặp đó cho nên nó sẽ đi đến một ha, tìm một đỉnh kề và đánh dấu đỉnh một đã duyệt. Rồi thuật toán này sẽ dùng đệ quy, mà đệ quy là lặp lại y vậy, có nghĩa là đã duyệt đỉnh một rồi thì bây giờ tìm một đỉnh kề của đỉnh một có đỉnh hai, đánh dấu đã duyệt đỉnh hai ha. Rồi lại đệ quy lặp lại, tìm một đỉnh kề của đỉnh hai là đỉnh bốn, đánh dấu đã duyệt đỉnh bốn. Rồi tìm một đỉnh kề của bốn chưa mà chưa duyệt, không có đỉnh nào hết, cho nên nó quay ngược lại đây. Đệ quy là nó lặp lại và nó quay ngược lại, nếu không có đường đi nữa quay ngược lại, quay ngược lại đỉnh hai cũng không còn đỉnh kề nào chưa duyệt, cho nên quay ngược lại một. Quay ngược lại một thì còn một đỉnh kề của một chưa duyệt là đỉnh ba, đánh dấu đã duyệt đỉnh ba. Tìm một đỉnh kề chưa duyệt của đỉnh ba không có, quay ngược lại đỉnh một, không còn đỉnh kề nào chưa duyệt của đỉnh một, quay ngược lại đỉnh không ha. Và bây giờ tìm một đỉnh kề chưa duyệt của đỉnh không có đỉnh năm, cho nên đánh dấu đỉnh năm đã duyệt. Tìm một đỉnh kề của năm chưa duyệt có đỉnh 6, đánh dấu. Tìm một đỉnh kề chưa duyệt của đỉnh 6 có đỉnh 7, đánh dấu. Tìm một đỉnh kề của 7 chưa duyệt có đỉnh 8, đánh dấu. Tìm một đỉnh kề của 8 chưa duyệt không có, quay ngược lại 7. Tìm một đỉnh kề của 7 chưa duyệt có 9, đánh dấu 9. Tìm một đỉnh kề của 9 chưa duyệt, không còn đỉnh nào hết. Vậy thì nếu duyệt theo thuật toán DFS, tức là duyệt theo chiều sâu, thì thứ tự duyệt các đỉnh là 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 4, rồi 3, 5, 6, 7, 8, 9. Mình thấy nè, nó đi sâu vô, đi sâu vô, đi sâu vô ha, chừng nào hết đường đi quay lại, đi sâu vô, đi sâu vô. Còn bây giờ duyệt theo chiều rộng cũng là cái đồ thị này và cũng xuất phát từ đỉnh không. Đầu tiên là cô đánh dấu đã duyệt đỉnh không. Duyệt theo chiều rộng người ta còn gọi là thuật toán vết dầu loang, tức là từ một cái điểm nhỏ này nó loang ra vết dầu loang, cho nên đánh dấu đỉnh không đã duyệt. Bây giờ thì không phải là tìm một đỉnh kề nữa mà tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh không mà chưa duyệt, mình có đỉnh 1 và đỉnh 5 ha. Đánh dấu đã duyệt đỉnh 1 và đỉnh 5. Rồi lại tiếp tục tìm một đỉnh, tất cả đỉnh kề của đỉnh 1 ha, có nghĩa là đây là ông sơ nè nha. Tới đây ông cố, tất cả ông cố. Rồi tới đây cha, rồi tới đây con. Ông nội, rồi tới con.
đi từng cấp vết dầu loang ha. Bây giờ xét đỉnh 1, tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 1, có đỉnh 2, đỉnh 3, đánh dấu đỉnh 2, đỉnh 3 đã duyệt. Tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 5, có đỉnh 6 và đỉnh 8, đánh dấu đã duyệt ha. Rồi bây giờ đỉnh 2, tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 4. Ở đỉnh 2 có đỉnh 4, đánh dấu. Tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 3. Hết rồi, không còn đỉnh nào chưa duyệt hết. Tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 6 mà chưa duyệt, chỉ có đỉnh 7 thôi. Đánh dấu. Rồi, tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 7 chưa duyệt, chỉ còn cái đỉnh 9 thôi, đánh dấu. Vậy nếu duyệt theo chiều rộng thì thứ tự duyệt các đỉnh sẽ là 0, 1, 5, 2, 3, 6, 8, 4, 7, 9. Thấy vết dầu loang không? Vết dầu loang đây, loang dần dần ra, loang dần dần ra. Từ một cái tâm loang dần ra, duyệt theo chiều rộng. Còn chiều sâu là cứ đi sâu 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 vô, chừng nào hết đường đi quay lại. Đó, ha. Rồi, nãy giờ là nói bằng ngôn ngữ tự nhiên. Bây giờ bằng cô nói bằng ngôn ngữ C ha. Thì duyệt theo chiều sâu, cứ duyệt đỉnh nào mình đánh dấu đã duyệt đỉnh đó. Cho nên cô dùng một cái mảng một chiều, dùng một mảng một chiều, cô lưu các đỉnh. Ví dụ đỉnh 0 đã duyệt rồi thì đã duyệt của đỉnh 0 bằng 1 ha. Cho nên cô khai báo một cái mảng một chiều, và cái này cô để trên biến toàn cục, để trên biến toàn cục để khỏi mất công truyền tham số. Khai báo một cái mảng một chiều tên là đã duyệt, và cô cho nó tối đa 100 phần tử ha. Và mới đầu thì tất cả các đỉnh, tất cả các đỉnh đều chưa được duyệt. Ví dụ đây có 8, 10 đỉnh nè. Tất cả các đỉnh đều chưa được duyệt, cho nên cô bỏ số 0 vô đó hết. Cô bỏ số 0 vô đó hết. Đây, bỏ số 0 vô đây hết. Đây ha. Vậy thì mà cái gán số 0 vô cho cái mảng này nè, dùng nhiều lần, cho nên cô viết một cái hàm số. Chứ hôm đó đó mình hay làm vậy, mình vừa khai báo vừa gán như thế này, đúng không? Là chỉ được một lần thôi ha. Vừa khai báo vừa gán như thế này chỉ được một lần thôi. Mà bây giờ thì mình làm nhiều lần, cho nên cô viết cái hàm để cô có thể dùng nó. Hàm tên là khởi tạo đã duyệt. Rồi, không cần truyền tham số, tại vì nó là biến toàn cục. Cô cho dòng lập for in y bằng 0, y nhỏ hơn 100. Ở trên đó cô cho 100 này 100 ha. Y cộng cộng mọi cái đã duyệt của mọi đỉnh, đã duyệt của đỉnh y với mọi y, bỏ số 0 vô trong đó, gán cho nó bằng 0. Đó là khởi tạo đã duyệt ha. Rồi bây giờ thuật toán DFS void, cô đặt tên là DFS luôn. DFS thì mình xuất phát từ một cái đỉnh nào đó, thì đây cái đỉnh xuất phát S ha, trong đồ thị G, trong đồ thị G, và S là cái đỉnh xuất phát đó. S viết tắt, cô viết tắt của chữ star, đỉnh xuất phát. Rồi mình có cái đỉnh xuất phát rồi thì dĩ nhiên là mình đánh dấu đã duyệt đỉnh xuất phát, đúng không? Nè, đỉnh xuất phát là đỉnh 0, đánh dấu đã duyệt đỉnh xuất phát, cho nên chỗ này đã duyệt của S bằng 0 ha. À, bằng 1, quên. Đánh dấu đã duyệt thì phải bằng 1. Đánh dấu đã duyệt đỉnh xuất phát. Rồi bây giờ cô mới tìm một đỉnh kề của đỉnh S mà chưa duyệt. Tìm một đỉnh kề của đỉnh S này nè mà chưa duyệt.
Vậy thì cô phải lướt qua các đỉnh của mình. Ho. In. In. Y bằng 0. Y nhỏ hơn g chấm số đỉnh. Rồi, y cộng cộng. Lướt qua tất cả các đỉnh và chỉ tìm một đỉnh kề thôi, chưa duyệt. Nếu mà đỉnh y nào đó là đỉnh kề của nó, có nghĩa là g chấm a từ s đến y có đường đi, có nghĩa là nó khác không, phần tử trong a trận kề khác không, và cái đỉnh y đó chưa duyệt, tức là đã duyệt nó tại cái đỉnh y đó bằng bằng không. Nếu có một cái đỉnh y nào đó thỏa điều kiện vậy, chưa duyệt và có đường đi từ s đến y, thì cô làm điều gì? Cô đánh dấu đã duyệt đỉnh y, đánh dấu đã duyệt đỉnh y và cho nó bằng một là đánh dấu đó. Này là đánh dấu đã duyệt đỉnh y. Còn trên này là gì? Có đường đi từ S đến Y. Có Y là đỉnh kề của S. Y là đỉnh kề của S. Và Y chưa duyệt. Y chưa được duyệt. Ha? Rồi. Đánh dấu đã duyệt đỉnh Y. Xong rồi bây giờ thì giờ thì nè ha, y là đỉnh một nè, đánh dấu đã duyệt, mình lại tìm đỉnh kề của một, cho nên dùng thuật toán để quy chỗ này, mình gọi lại chính nó, gọi lại chính nó là cái hàm DFS, và đỉnh xuất phát bây giờ là đỉnh y trong đồ thị g đó. Rồi thuật toán DFS như thế này thôi. Nhưng mà bây giờ cô muốn lưu ra thứ tự duyệt như thế này ha. Cô muốn lưu ra thứ tự duyệt theo thuật toán DFS như thế nào, theo thuật toán BFS như thế nào, thì cô dùng một cái mảng một chiều, dùng một mảng một chiều, cô cũng khai báo biến toàn cục đi. Trên này cô khai báo một cái biến toàn cục tên là thứ tự duyệt. Và cô cũng cho tối đa 100 ha. Rồi cô dùng một cái biến số nguyên n số số đỉnh mà trong cái mảng thứ tự duyệt ntt. Cái này để cô giải thích. In n là số đỉnh của thứ tự duyệt, mới đầu cô cho nó bằng 0 trong cái mảng mà thứ tự duyệt đó, mới đầu nó chưa có ha. Cái này là số đỉnh đã duyệt. Đã duyệt thì mình bỏ vô cái mảng đó ha. Số đỉnh trong thứ tự duyệt đó. Rồi vậy thì chỗ này nè. À, cái nào mà duyệt rồi thì cô bỏ nó vô trong thứ tự duyệt ha, cho nên chỗ này nó là biến toàn cục, cho nên cô không cần truyền tham số vô đây nè. Giờ thứ tự duyệt của n thứ tự duyệt sẽ bằng s, tại đỉnh s duyệt rồi mà. Và cái hàm đệ quy nó thực ra nó là vòng lặp đó. Khi mà nó gọi DFS đỉnh xuất phát từ đỉnh Y, thì trên đây nè, đỉnh Y nó thế vô đỉnh S và chỗ này nó lưu vô đây. Cho nên cô chỉ cần lưu cái đỉnh S vào thứ tự duyệt thôi. Và sau khi lưu đỉnh S vào thứ tự duyệt thì cô tăng số phần tử của N thứ tự duyệt lên cộng cộng, nằm ngoài sau nha. Gán rồi mới tăng số phần tử. Rồi bây giờ mình mới viết hàm thôi chứ mình có chạy đâu ha.
Bây giờ trong hàm main cô khai báo một cái biến tên là kiểu dữ liệu là đồ thị, tên là G luôn. Rồi cô dùng hàm đọc file. Đọc dữ liệu vào G ha. Đọc dữ liệu từ file test vào cái biến G này đây. Rồi bây giờ cô mới chạy cái hàm DFS. Nhưng mà trước khi chạy DFS thì cô phải khởi tạo cái đã duyệt trước. Khởi tạo đã duyệt. Tại sao mà cô không khởi tạo đã duyệt ở trong hàm DFS? Tại vì cái này nó là dòng lập. Nếu mà cô khởi tạo đây á thì lúc nào nó cũng gán số 0 hết, cuối cùng nó cứ chạy hoài. Cho nên cô DFS là thuật toán đệ quy, nó là dòng lập đó. Lặp lặp lại lặp lại. Nếu mà cô khởi tạo trong đây thì nó cứ gán bằng không hoài, cho nên cô phải để nó gán khởi tạo đã duyệt ở đây. Và nó không có đối số, vẫn phải mở ngoặc đóng ngoặc tròn ha. Khởi tạo đã duyệt xong. Bây giờ cô mới gọi hàm DFS. Và hàm DFS này nó cần một cái đỉnh xuất phát. Đỉnh xuất phát từ S trong G. Vậy mình khai báo một cái biến để mình chứa cái đỉnh xuất phát, yêu cầu người ta nhập vô cái đỉnh xuất phát đó, muốn xuất phát từ đỉnh nào, nhập đỉnh xuất phát, rồi nhập vô từ bàn phím thì scanf, từ bàn phím scanf phần trăm d nhập vào địa chỉ của s. Rồi cô chạy DFS. Cô chạy DFS thì khi mà cô chạy DFS nó sẽ lưu vào thứ tự duyệt, đúng không? Nhưng mà ở đây thứ tự duyệt là một cái mảng một chiều nằm trong RAM á. Giờ làm sao cô biết cô kiểm tra? Cho nên cô viết một cái hàm liệt kê thứ tự duyệt. Cô viết hàm void liệt kê thứ tự duyệt, và cái thứ tự duyệt là mảng một chiều, mảng toàn cục, cho nên cô cần truyền tham số nè. Cô chỉ cần cho dòng lập for in y bằng 0 đến y nhỏ hơn n thứ tự duyệt y cộng cộng. Cô xuất nó ra màn hình, print f xuất ra màn hình. Mỗi số chiếm khoảng 3 vị trí thôi. Xuất cái gì ra? Xuất cái thứ tự duyệt, cái mảng một chiều á, thứ tự duyệt tại cái chỉ số y đó. Khởi tạo đã duyệt xong thì cô cũng nên nờ thứ tự duyệt cho nó bằng không, cho nó chắc ha. Nờ thứ tự duyệt cũng là biến toàn cục, cho nên cô gọi ở đâu cũng được hết á, nó cũng hiểu hết. Rồi bây giờ nè, cô chạy cái DFS xong, có cái thứ tự duyệt rồi, vậy cô gọi cái hàm liệt kê thứ tự duyệt để nó liệt kê ra màn hình. Gọi hàm liệt kê thứ tự duyệt. Và trước khi liệt kê thì mình nhắc trên, để trên màn hình để người ta biết cái này là cái gì. Thứ tự duyệt theo DFS. Rồi xuống dòng đi. Rồi chạy. Cô chạy với đồ thị 1, đồ thị 1 chấm txt. Đỉnh xuất phát là đỉnh 0. Ở đây, thứ tự duyệt kiểm tra. Thứ tự duyệt kiểm tra với file PowerPoint coi đúng không? Không.
0, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Đúng. Nè, cô liệt kê thứ tự việc đây nè. Ha, ha. Rồi bây giờ cô giải thích duyệt theo chiều rộng bằng ngôn ngữ tự nhiên, xuất phát từ đỉnh không, đánh dấu đã duyệt đỉnh không. Và trong cái thuật toán này không dùng đệ quy mà cô dùng một cái hàng đợi. Hàng đợi thì nó có tính chất là vào trước, ra trước, first in, first out ha. Rồi đây, đánh dấu đã duyệt đỉnh không bỏ vào hàng đợi ha. Đánh dấu đã duyệt, cái đỉnh nào mà đã duyệt rồi thì cô màu nhạt nè, đã duyệt bỏ nó vào hàng đợi. Rồi bây giờ lặp lại cái dòng lặp này, lấy một đỉnh từ hàng đợi ra, chừng nào còn phần tử trong hàng đợi thì lấy một đỉnh từ hàng đợi ra. Và hàng đợi thì lấy vào trước ra trước, cho nên lấy từ chỉ số 0 nè, phải không? Lấy không ra, lấy không ra. Tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh không, có đỉnh 1 và đỉnh 5. Đánh dấu đã diệt đỉnh 1 và đỉnh 5 và bỏ nó vào hàng đợi. 1 5 bỏ vào hàng đợi. Lặp lại. Lặp lại dòng lặp. Dòng lặp này thì mình không biết là nó lặp bao nhiêu lần, cho nên dòng lặp mà lấy từ hàng đợi ra đó thì dùng dòng lặp while ha. Cô lấy đỉnh 1 từ hàng đợi ra, rồi lại tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 1 là đỉnh 2 và đỉnh 3. Đánh dấu đã diệt đỉnh 2 và đỉnh 3, cho nó vào hàng đợi. Cho đỉnh 2, đỉnh 3 vào hàng đợi. Rồi lặp lại, lấy một đỉnh từ hàng đợi ra là đỉnh 5. Tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 5 là đỉnh 6 và đỉnh 8. Đánh dấu đã diệt 6, 8 cho vào hàng đợi. Rồi lặp lại, lấy một đỉnh từ hàng đợi ra là đỉnh 2. Tìm tất cả đỉnh kề còn lại của đỉnh 2 là đỉnh 4. Đánh dấu đã duyệt bỏ vào hàng đợi ha. Rồi lấy một đỉnh từ hàng đợi ra là đỉnh 3. Tìm các tất cả đỉnh kề của 3 mà chưa duyệt hết rồi, cho nên lấy tiếp đỉnh 6 ra. Tìm tất cả đỉnh kề chưa duyệt của 6 có đỉnh 7, đánh dấu đã duyệt nó và cho nó vào hàng đợi ha. Rồi lấy một đỉnh từ hàng đợi ra mà để ý nè, lấy ra rồi thì cái này dời xuống đúng không. Rồi tìm tất cả đỉnh kề chưa duyệt của đỉnh 8 hết rồi, cho nên tiếp tục lấy đỉnh 4 ra, lấy đỉnh 4 ra, đỉnh 7 dời xuống ha. Rồi thì tìm tất cả đỉnh kề chưa duyệt của đỉnh 4 có không? Không. Rồi lấy một đỉnh từ hàng đợi ra, tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 7 có đỉnh 9, duyệt đỉnh 9 và bỏ đỉnh 9 vào hàng đợi. Rồi lấy một đỉnh từ hàng đợi ra, tìm tất cả đỉnh kề của đỉnh 9 còn không? Không. Và bây giờ thì hàng đợi rỗng, cho nên kết thúc dòng lặp. Dòng lặp lặp lại cho đến khi nào hàng đợi rỗng. Cái này cô diễn tả bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt. Bây giờ cô diễn tả bằng ngôn ngữ C chặt chẽ hơn, coi nha. Rồi. Đây. Cô viết hàm BFS cũng xuất phát từ một đỉnh S trong đồ thị G. Thuật toán BFS thì mình cần một cái hàng đợi Q á. Cô biểu diễn trong thuật toán của mình trong ngôn ngữ C bằng mảng một chiều, cho nên cô khai báo một cái mảng một chiều để biểu diễn cái hàng đợi in. Hàng đợi cô đặt tên là Q và cũng tối đa 100 phần tử. Rồi cô có số phần tử trong hàng đợi NQ là số phần tử trong hàng đợi. Mới đầu trong hàng đợi chưa có gì hết, cho nên NQ bằng 0. Vậy cái dòng này có nghĩa là cô khai báo
và khởi tạo hàng đợi. Kêu. Hả? Khai báo cái hàng đợi xong rồi, mình có hàng đợi thế này rồi. Bây giờ tiếp tục là gì? Đánh dấu đã duyệt đỉnh S và bỏ nó vào hàng đợi. Đánh dấu đã duyệt đỉnh S. Đã duyệt đỉnh S bằng 1. À, cái này là cái gì? Đánh dấu đã duyệt S. Bỏ nó vào hàng đợi. Bây giờ bỏ nó vào hàng đợi thì Q tại cái chỉ số NQ bằng S. Bỏ nó vào hàng đợi. Cái này là bỏ nó vào hàng đợi. Bỏ S vào Q hàng đợi. Và tăng số phần tử của hàng đợi. Cho nên chỗ này cộng cộng ha. Bỏ nó vô xong, tăng số phần tử. Số phần tử của hàng đợi của Q. Rồi tiếp tục là gì nữa? Bỏ nó vô hàng đợi xong, đánh dấu đã duyệt nó, bỏ vô hàng đợi. Bây giờ mới bắt đầu dòng lặp while. Bắt đầu dòng lặp while. Lấy một phần tử từ hàng đợi ra ha. Lấy một phần tử từ hàng đợi ra. Vậy cho nên ở đây mình khai báo một cái biến để mình chứa cái mình lấy từ hàng đợi ra ha. Khai báo yến này để chứa đỉnh lấy từ hàng đợi, lấy từ hàng đợi quy. Bây giờ mới bắt đầu dòng lặp while. While trong khi hàng đợi còn phần tử, tức là NQ lớn hơn không, thì lặp lại. Lặp lại điều này à, lấy một phần tử từ hàng đợi ra, chứa vào U. U bằng, cô sẽ viết một cái hàm lấy phần tử từ hàng đợi. Lấy phần tử ở từ đi hàng đợi. À, cô viết cái hàm này do cái hàng đợi này cô không có khai báo ở toàn cục, cho nên cô phải truyền tham số cho nó Q và NQ có số phần tử của nó ha. Rồi bây giờ cô mới viết cái hàm này. Chỗ này là lời gọi hàm thôi. Chỗ này lời gọi hàm. Rồi bây giờ cô viết hàm lấy một phần tử từ hàng đợi ở trên đây. Và lấy một phần tử từ hàng đợi là nó lấy ra một cái đỉnh. Đỉnh là số nguyên. Cho nên in, trả về in. Lấy một phần tử từ hàng đợi, truyền tham số đầu vào, nó là cái Q, là mảng một chiều. Và NQ, đây truyền tham chiếu NQ để nó tăng số phần tử, giảm số phần tử gì đó ha. Rồi à, mình thấy đây nè, ví dụ nè, bây giờ cô lấy phần tử 1 ra à, cô lấy Q ở cái chỉ số 0 thì cái phần tử 5 này chạy xuống, có nghĩa là bây giờ Q tại chỉ số 0 nó sẽ bằng Q tại vị trí 1, tại vị trí 1 ha. Cho nên nè, cô lấy ra nó dời xuống, cho nên chỗ này cô dùng vòng lặp để cô dời xuống. For in y bằng 0 cho đến y nhỏ hơn nq trừ 1. Rồi y cộng cộng cái phần tử ở dưới q tại y sẽ bằng phần tử ở trên q tại y cộng 1. À, đầu tiên cô phải lấy trước. Cô phải lấy à, cô khai báo một cái biến để cô chứa cái cô lấy ra bằng Q tại vị trí 0 à, rồi cô mới dời, đúng không? Phải lấy nó ra, bỏ vào U rồi mới dời, chứ không thôi là nó mất à. Rồi, dời hết xong rồi cô mới giảm số phần tử của hàng đợi. NQ trừ trừ giảm số phần tử
của hàng đợi của cái kêu. Rồi cuối cùng cô return u. Return u. Và return u nó chứa vào đây đây. Chứa vào đây ha. À, cái này thực ra cũng là truyền tham chiếu đó. Tên mảng là địa chỉ của phần tử ở chỉ số 0, cho nên truyền mảng một chiều vào hàm cũng là truyền tham chiếu, chỗ này cũng truyền tham chiếu ha. Rồi lấy một phần tử vào hàng đợi xong rồi làm gì nữa? Lấy một phần tử từ hàng đợi ra xong, bước tiếp theo là tìm tất cả đỉnh kề mà chưa duyệt của, tìm tất cả đỉnh kề mà chưa duyệt của đỉnh mới vừa lấy ra ha. Rồi đánh dấu đã duyệt nó. Rồi vậy cô tiếp tục tìm tất cả đỉnh kề. Ở đây cô lấy ra rồi. Tìm tất cả đỉnh kề của u. For cô duyệt lướt qua tất cả các đỉnh. In y bằng 0. Y nhỏ hơn g chấm số đỉnh. Y cộng cộng. Tìm tất cả các đỉnh kề của nó. Nếu g chấm a từ u đến y có đường đi thì nó sẽ khác không, và chưa duyệt và đã duyệt của đỉnh y bằng bằng không, có nghĩa là nó chưa duyệt ha. À, nếu mà cô tìm thấy thì cô bỏ nó vào hàng đợi. Tìm thấy thì đánh dấu đã duyệt nó. Đánh dấu đã duyệt y bằng 1. Đánh dấu đã duyệt y và bỏ nó vào hàng đợi. Bỏ vào hàng đợi thì q tại cái chỉ số nq sẽ bằng y. Và sau khi bỏ nó vào hàng đợi thì tăng số phần tử này lên cộng cộng. Chỗ này là bỏ y vào q và tăng số phần tử và tăng nq lên. Rồi lấy một phần tử từ hàng đợi ra, tìm tất cả đỉnh kề của nó, đánh dấu đã duyệt, bỏ nó vào hàng đợi. Rồi lại lặp lại dòng lặp quay á ha. Vậy bây giờ mình phải bỏ những cái đỉnh này vào thứ tự duyệt. Bỏ đỉnh này vào thứ tự duyệt. Cái nào đánh dấu đã duyệt rồi thì bỏ nó vào thứ tự duyệt. Chỗ này cô có thể cho cái n thứ tự duyệt bằng 0 ở đây ha. Rồi chỗ này đã duyệt đỉnh S thì thứ tự duyệt tại cái chỉ số n thứ tự duyệt sẽ bằng s. Và sau khi bỏ nó vô thì tăng số phần tử thứ tự duyệt này lên ha. Và cái này nó không phải là để quy, cho nên dưới này đã duyệt y rồi thì cô cũng phải bỏ y vào cái thứ tự duyệt đó ha. Cho nên đánh dấu đã duyệt y xong rồi thì cô cũng bỏ nó vào thứ tự duyệt tại cái chỉ số n thứ tự duyệt bằng y. Bỏ y vào thứ tự duyệt, thứ tự duyệt theo thứ tự duyệt và tăng số phần tử nó lên cộng cộng. Tăng số phần tử. Rồi cứ lặp lại đến khi nào mà số phần tử trong NQ bằng 0 là nó dừng đó. Vậy bây giờ cô gọi ha, thứ tự duyệt theo DFS. Cô cũng khởi tạo đã duyệt giống y vậy. Rồi cô cũng cho này bằng 0. Này là theo BFS. Cái này cô chạy cái hàm BFS
Liệt kê luôn, liệt kê theo BFS. Vậy cái này cô khỏi gắn bằng không đây đi ha ha, gắn bằng không dưới được rồi, ngang trong hàm men đó chỗ này ha. Rồi chạy với đồ thị 1 thử, đồ thị 1.txt, đỉnh xuất phát cùng là đỉnh không. Rồi kiểm tra, kiểm tra coi nha. À đây chứ, đây dễ hơn. Theo DFS thì 0, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Theo BFS thì 0, 1, 5, 2, 3, 6, 8, 4, 7, 9. Chính xác. Ha. Vậy thì hai thuật toán duyệt theo chiều sâu và duyệt theo chiều rộng xong rồi. Bây giờ người ta ứng dụng hai cái thuật toán đó vô nhiều việc. Ở đây cô ứng dụng cái thứ nhất là cô tìm số thành phần liên thông dựa vào một trong hai thuật toán DFS hoặc BFS, tìm số thành phần liên thông của đồ thị. Thực ra thì trong buổi 1 và buổi 2 mình cũng tìm số thành phần liên thông mà dựa theo DFS rồi đó. Bây giờ thì ôn lại dựa theo DFS và dựa theo BFS luôn ha. Vậy cho nên cô viết một cái hàm ứng dụng nè, tìm số thành phần liên thông của đồ thị vô hướng. Số thành phần liên thông thì nó trả về số nguyên, cho nên hàm này trả về in, tìm số thành phần liên thông của một đồ thị G nào đó. Cô khai báo một cái biến, cô chứa số thành phần liên thông, tìm được thành phần liên thông. Mới đầu cô cho nó bằng không. Rồi bây giờ thì khi mà cô chạy, cô dùng thuật toán DFS hoặc BFS, cô đều phải khởi tạo đã duyệt, và cô cho cái cô đều phải khởi tạo đã duyệt, cô không cần cái thứ tự duyệt đâu ha. Rồi cho nên khởi tạo đã duyệt, cho đã duyệt bằng không hết. Bây giờ cô lướt qua tất cả các đỉnh của đồ thị for in từ đỉnh y bằng không cho đến y nhỏ hơn g chấm số đỉnh. Rồi y cộng cộng, rồi với mỗi đỉnh y đó, nếu nếu cái đỉnh y đó chưa duyệt, có nghĩa là đã duyệt của y bằng bằng không, thì cô tăng số thành phần liên thông lên, số thành phần liên thông tăng lên một đơn vị, và cô gọi hoặc là thuật toán DFS hoặc là thuật toán BFS để duyệt đồ thị. DFS duyệt đồ thị bắt đầu từ đỉnh y ha, hoặc là chỗ này gọi DFS hoặc gọi BFS để duyệt đồ thị từ đỉnh y. Trong cái này nó hai tham số nè, trong đồ thị G này, nhìn nè ha, đỉnh xuất phát và đồ thị G. Cuối dòng lặp này, hết dòng lặp, hết dòng lặp, cô return, return số thành phần liên thông. Rồi tại sao mà mình dạy như thế này? Bây giờ ví dụ như với đồ thị số 1 nó liên thông đó ha, nó liên thông đó, thì mới đầu mình khởi tạo đã duyệt, tất cả các đỉnh đều chưa duyệt hết, số thành phần liên thông bằng 1. Bây giờ cho dòng lặp for lướt qua tất cả các đỉnh y bằng không, với y bằng không thì đã duyệt y bằng không là nó chưa duyệt đúng không, cho nên tăng số thành phần liên thông lên bằng 1, tăng số thành phần liên thông bằng 1, rồi duyệt bắt đầu từ đỉnh không. Nó là đồ thị liên thông, nó có một thành phần liên thông thôi, cho nên khi chạy cái DFS hoặc BFS nó sẽ đánh dấu đã duyệt tất cả các đỉnh. Và như vậy thì dòng lặp for này chạy có một lần thôi, chạy một lần y bằng không,
và nó retain số thành phần liên thông bằng 1 ha. Còn với đồ thị số 3 là nó có hai thành phần liên thông. Thì đầu tiên cô cũng cho số thành phần liên thông bằng 1. Với đồ thị số 3 nè, nó có hai thành phần liên thông. Thành phần liên thông 1 gồm các đỉnh 0, 1, 2, 3, 4. Thành phần liên thông 2 gồm các đỉnh 5, 6. Vậy số thành phần liên thông bằng 0. Xong rồi, cho mọi đỉnh đều chưa duyệt hết, tức là đã duyệt của mọi đỉnh bằng 0. Rồi bây giờ mình bắt đầu duyệt từ đỉnh 0. Đỉnh 0 chưa duyệt, cho nên tăng lên số thành phần liên thông là 1. Rồi duyệt DFS hoặc BFS bắt đầu từ đỉnh 0. Bắt đầu từ đỉnh 0 thì nó duyệt hết cái thành phần liên thông của nó đánh dấu đã duyệt ha. Đánh dấu đã duyệt rồi, vậy thì đỉnh 0, đỉnh 1, đỉnh 2, 3, 4 đều đã duyệt hết. Cho nên dòng lập for này nó đến đỉnh 5 nó mới đã duyệt của đỉnh 5 bằng 0. Nó tăng số thành phần liên thông lên là 2. Và bây giờ nó duyệt bắt đầu từ đỉnh 5 thì nó đánh dấu đã duyệt đỉnh 5, đã duyệt đỉnh 6. Và cuối cùng thì nó trả về số thành phần liên thông bằng 2 ha. Vậy bây giờ mình chạy cái tìm số thành phần liên thông này, và nó trả về số nguyên. Cô xuất ra màn hình luôn, printf. Số thành phần liên thông của đồ thị là bao nhiêu? Thì cô xuất ra chỗ này phần trăm d. Bên đây cô gọi cái hàm đó, gọi hàm tìm số thành phần liên thông, nó một tham số đầu vào, cô cung cấp một tham số thực là g ha. Rồi hàm này nó trả về số nguyên, và cô xuất nó ra màn hình chỗ này đây, chỗ cái đặc tả phần trăm d đó. Rồi chạy với đồ thị số 1. Đồ thị 1 nó có một thành phần liên thông đó, chấm txt. Đỉnh thức soát là đỉnh 0. Rồi đây, số thành phần liên thông của đồ thị là 1. Bây giờ cô chạy với đồ thị 3. Đồ thị 3 nè, nó có hai thành phần liên thông ha. Chạy với đồ thị 3. Đồ thị 3 số thành phần liên thông của đồ thị là 2 ha. Vậy đây là một cái ứng dụng của DFS và BFS tìm số thành phần liên thông của đồ thị. Một cái ứng dụng nữa tìm đường đi từ một đỉnh S star đó bắt đến đỉnh F finish. Nếu mình tìm đường đi theo thuật toán DFS thì nó đi khác, tìm đường đi mà dùng thuật toán BFS thì nó đi khác. Vậy bây giờ cô viết cái hàm tìm đường đi từ S đến F trong đồ thị G theo hai cách luôn, để mình so sánh coi cái đường đi nào nó ngắn hơn ha. Rồi vậy bây giờ cô viết một cái hàm tìm đường đi, voi tìm đường đi từ một cái đỉnh xuất phát S star đó đến đỉnh kết thúc finish trong đồ thị G. Rồi đây cô chú thích, S là đỉnh xuất phát, là star. Rồi F là đỉnh kết thúc finish. Để tìm đường đi thì cô giải thích chỗ này đây. Mình cũng cần dùng một cái mảng một chiều đã duyệt để đánh dấu đỉnh nào đã duyệt. Nó có 6 đỉnh nè. Ví dụ đồ thị số 3 có 6 đỉnh ha. Bây giờ cô tìm đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 4. Tìm đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 4. Mới đầu cô cho đã duyệt bằng 0 hết. Bây giờ cô cần để chút nữa để xuất ra đường đi
thì cô cần một cái mảng một chiều, cô lưu lại dấu vết của đường đi đó, giống như trong giáo trình lưu vết. Ở đây cô đặt tên là cái đỉnh trước, tức là ở đây ví dụ như đi từ 1 đến 3 thì đỉnh trước đỉnh 3 là 1 đó ha, cô lưu cái đỉnh trước nó, trước đỉnh 3 là 1 đó. Cho nên cô khai báo một cái mảng một chiều tên là đỉnh trước, và cái đỉnh trước này nó cũng lưu đỉnh, mà đỉnh cô đặt tên là số từ 0 đến số đỉnh trừ 1, cho nên mới đầu cô sẽ gán nó là trừ 1 hết, gán tất cả cái này bằng trừ 1 hết, tại vì nó chưa đi gì hết mà, đúng không? Tại sao cô không gán là không biết không? Cho nên cô phải gán tất cả cái này là trừ 1 trước, tại nó lưu đỉnh mà, cái mảng này nó lưu cái đỉnh trước của đỉnh trên chỉ số đó ha, gán bằng trừ 1 trước. Vậy cho nên và cô cũng khai báo cái mảng này ở biến toàn cục để khỏi phải thứ tự duyệt. Xong rồi chỗ này đỉnh trước, và cũng cho tối đa 100 phần tử, và cô khởi tạo vô đây luôn nè, khởi tạo đã duyệt, và làm thêm cái nữa ha, khởi tạo đã duyệt bằng không, khởi tạo đã duyệt bằng không, xong rồi khởi tạo cái đỉnh trước bằng trừ 1. Đỉnh trước của đỉnh y bằng trừ 1, có nghĩa là nó chưa đi gì hết á, cho nên đâu biết là trước nó là đỉnh gì ha. Trước nó có thể là đỉnh không, cho nên cái này phải gán là trừ 1. Khởi tạo đã duyệt và đỉnh trước luôn. Khỏi khỏi sửa tên cũng được, mắc công dưới nó lộn ha. Rồi cô cho cái này thì khi mà cô khởi tạo đã duyệt là cô khởi tạo đỉnh trước luôn hen. Bây giờ trong cái đường đi này, trong đường đi này đầu tiên là cô tìm đường đi theo DFS nè, tìm đường đi từ S đến đi từ S đến F theo thuật toán duyệt theo chiều sâu là DFS. Vậy đầu tiên là cô cũng phải khởi tạo đã duyệt đúng không? Chứ không thôi thì nó đánh dấu đã duyệt hết, nó không còn làm gì nữa hết. Đầu tiên là cũng khởi tạo đã duyệt. Rồi cô mới dùng thuật toán DFS duyệt bắt đầu từ đỉnh S trong đồ thị G. Khi cô duyệt bắt đầu từ S thì nếu mà đồ thị không liên thông, đỉnh F mà nó thuộc thành phần liên thông khác, thì có nghĩa là lúc đó cái đã duyệt của F vẫn còn bằng không ha ha. Cô nói vậy hiểu không các đồng chí? Rồi vậy thì nếu ví dụ như cái đồ thị này nè, ví dụ đồ thị số 3, cô muốn đi từ 1 đến 5, thì khi cô duyệt DFS xuất phát từ đỉnh 1, nó đánh dấu đã duyệt hết cái này đúng không? Cái này bằng không, nhưng mà cái này vẫn còn chưa duyệt đúng không? Đỉnh 5, cô muốn đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 5, khi cô chạy DFS hoặc BFS tới đây, đỉnh F bằng 5 vẫn chưa duyệt, cho nên cô kết luận là không có đường đi từ S đến F. Chỗ này mình mới nếu nếu đã duyệt của cái đỉnh kết thúc của đỉnh F bằng bằng không, tức là nó chưa duyệt, thì có nghĩa là nó không có đường đi. Cô xuất ra màn hình RNF, rồi xẹt N, không có đường đi từ đỉnh nào phần trăm D đến đỉnh nào phần trăm D ha. Rồi
Ở đây cô có hai đặc tả, thì đây hai biến S, F. À, xuống hai dòng đi. Và báo là không có đường đi thì thoát khỏi cái hàm tìm đường đi này, return. Thoát khỏi hàm tìm đường đi ha. Một hàm gặp return, void thì return ngoài sau không có giá trị nè. Gặp return là không làm nữa ha. Nếu mà không gặp lệnh return thì mình phải liệt kê cái đường đi ra ha. Mà muốn liệt kê cái đường đi ra thì khi nó duyệt nó phải lưu cái đỉnh trước nó. Vậy bây giờ mình bổ sung vào DFS và BFS lưu cái đỉnh trước nó như thế nào? Trong DFS ở đây. Rồi, bây giờ ngay chỗ cái thuật toán DFS thì đây đường đi từ đỉnh S đến đỉnh Y. Cho nên cái đỉnh trước đỉnh Y, đỉnh trước của đỉnh Y chính là bằng đỉnh S chỗ này ha. Còn trong BFS chỗ này nè, cái này có nghĩa là đỉnh trước đỉnh Y trên đường đi, trên cái đường đi đó là đỉnh S, là S ha. Đỉnh trước đỉnh Y là S. Còn trong BFS thì chỗ nào đây? Thì chỗ này nè, đường đi từ U đến Y đúng không? Cho nên đỉnh trước đỉnh Y là đỉnh U ha. Vậy chỗ này đỉnh trước đỉnh Y chính là cái đỉnh mà cô đặt tên U qua đó ha. Chỗ này là đỉnh trước đỉnh Y trên đường đi là U. Rồi vậy thì khi chạy DFS hoặc BFS nó sẽ có cái mảng một chiều có tên là đỉnh trước lưu dấu vết đường đi của nó ha. Rồi vậy thì việc xong rồi. Nếu mà dưới này nó có đường đi thì cô phải liệt kê cái đường đi nó ra. Liệt kê đường đi. Đường đi thì đi từ đỉnh nào đến đỉnh nào ha? Liệt kê đường đi. Liệt kê đường đi thì cô căn cứ vào cái gì để cô liệt kê? Căn cứ vào cái đỉnh trước á ha. Và cô cũng phải biết cái đỉnh xuất phát và đỉnh kết thúc là đỉnh nào. Cái biến S, biến F này nè, nó không phải là biến toàn cục. Cho nên cái hàm này cô phải truyền tham số cho nó. Chỗ này F, S, từ S đến F. Và trong đồ thị, không cần đồ thị. Rồi, bây giờ chừng nào nó cần cái gì mình đưa vô cái đấy ha. Liệt kê đường đi. Cái chỗ này là lời gọi hàm liệt kê thôi. Cô sẽ viết sau nè. Lời gọi hàm liệt kê đường đi. Cô viết cái hàm liệt kê đường đi này trên này đi, khỏi mất công khai báo nguyên mẫu. Liệt kê đường đi trả về void. Liệt kê đường đi từ đỉnh S đến đỉnh F. Liệt kê đường đi thì cô căn cứ vào cái mảng một chiều có tên là đỉnh trước, đúng không? Mà đỉnh trước là biến toàn cục cho nên không cần truyền tham số cho hàm. Vậy bây giờ giải thích trong Excel đây. Ví dụ đầu tiên là mình khởi tạo đã duyệt bằng không hết, khởi tạo đỉnh trước các đỉnh bằng trừ một hết chỗ này ha. Bây giờ cô tìm đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 4 đây. Theo thuật toán DFS. Rồi bây giờ khởi tạo đã duyệt thì tất cả cái này bằng không, tất cả cái này bằng trừ một ha. Bây giờ cô tìm đường đi bắt đầu từ đỉnh 1, có nghĩa là DFS này nó chạy bắt đầu từ đỉnh 1 thì đánh dấu đỉnh 1 đã duyệt chỗ này số 1, đánh dấu đỉnh 1 đã duyệt. Xong rồi mới tìm đường đi từ đỉnh 1, một đỉnh kề của nó
tìm một đỉnh kề của nó. Do dòng lặp mình chạy, chỉ số bắt đầu từ 0, cho nên nó sẽ đi đến 0 nè, đúng không? Ha. Nó sẽ đi đến 0. Tìm một đỉnh kề là đỉnh 0. Đánh dấu đỉnh 0 đã duyệt. Đánh dấu đỉnh 0 đã duyệt. Rồi tiếp tục, từ đỉnh 0 tìm đỉnh kề. Đi đến đỉnh 2. Đánh dấu đỉnh 2. À. Từ đỉnh 1 đi đến đỉnh 0. Từ đỉnh 1 đến đỉnh 0, vậy đỉnh trước đỉnh 0 là đỉnh 1. Chỗ này. Rồi vậy thì từ 1 tìm một đỉnh kề của 1 là 0, đánh dấu 0 đã duyệt, và đỉnh trước đỉnh 0 là đỉnh 1, gõ số 1 vô đây. Rồi bây giờ từ 0 tìm một đỉnh kề của 0 là 2, đánh dấu 2 đã duyệt, gõ số 1 vô đây. Đánh dấu đỉnh 2 đã duyệt. Vậy thì đỉnh trước đỉnh 2, đỉnh trước đỉnh 2 là đỉnh 0, gõ số 0 vô đây ha. Rồi có nghĩa là từ 0 đến 2 thì đánh dấu đỉnh 2 đã duyệt, và đỉnh trước đỉnh 2 là đỉnh 0. Chỗ này 0 ha. Rồi bây giờ DFS nó tiếp tục, nhưng mà nó không còn đỉnh kề của nó nữa, chưa duyệt, cho nên quay ngược lại. Quay ngược lại đỉnh 1, và từ đỉnh 1 có một đỉnh kề chưa duyệt, đỉnh 3. Tìm một đỉnh kề của 1 chưa duyệt là đỉnh 3. Đánh dấu đỉnh 3 đã duyệt. Và vậy thì trước đỉnh 3 là đỉnh 1, gõ số 1 vô đây. Trước đỉnh 3 là đỉnh 1 ha. Rồi, đi sâu vô, từ đỉnh 3 tìm một đỉnh kề chưa duyệt của nó là đỉnh 4. Đánh dấu đã duyệt đỉnh 4. Đánh dấu đã duyệt đỉnh 4. Và trước đỉnh 4 là đỉnh 3. Trước đỉnh 4 nè, trước đỉnh 4 là đỉnh 3. Rồi DFS nó diệt tới đây là nó hết rồi. Tất cả cái thành phần liên thông này đều được đánh dấu đã duyệt. Thành phần liên thông các đỉnh 0 1 2 3 4 5. 0 1 2 0 1 2 3 4 thôi ha. Còn đỉnh 5 đỉnh 6 thì DFS nó dừng lại rồi. Cho nên mình sẽ căn cứ vào cái này nè để mình liệt kê cái đường đi ha. Liệt kê cái đường đi này thì cô sẽ liệt kê bắt đầu từ đỉnh kết thúc. Có đường đi thì mới liệt kê, cho nên bắt đầu từ đỉnh kết thúc. Đầu tiên là cô khai báo một cái biến. Ví dụ như cô khai báo một cái biến y và cô cho nó bằng f. Trong trường hợp này nó bằng 4, đúng không? Y bằng 4. Rồi cô mới xuất 4 ra. Xuất 4 ra chỗ này, 4 ra. Xong rồi cô coi cho y bằng trước y. Dòng lặp này nha. Khai báo một cái biến y và cô cho nó bằng cái đỉnh kết thúc. Xong rồi cô xuất nó ra màn hình. Printf xuất ra màn hình phần trăm d. Xuất cái gì ra? Xuất cái F đó ra ha. Rồi bây giờ cái dòng lặp Y làm trong khi cái Y mà khác, làm cho đến khi nào mà gặp cái đỉnh xuất phát thôi, khác S, thì lặp lại điều này. Lặp lại cái gì? Lặp lại là Y sẽ bằng đỉnh trước của nó ha. Có nghĩa là bây giờ xuất 4 ra rồi, bây giờ cho y bằng 3 là đỉnh trước của nó nè. Trước của 4 là 3 ha. Xong rồi cô mới xuất nó ra. Printf xuất chỗ này thì mũi tên ngược, tại đi ngược mà ha. Rồi phần trăm d, phần trăm d. Rồi chỗ này là cô xuất cái gì ra? Rồi cô xuất cái y ra. Chỗ này xuất cái y ra nè. Thì chỗ này có nghĩa là sao? Mới đầu cho y bằng 4. Đỉnh xuất phát là đỉnh 1. Đỉnh kết thúc là đỉnh 4. Mới đầu cho y bằng 4. Xuất cái 4 ra. Bây giờ mới cho y bằng đỉnh trước của 4 ha. Đỉnh trước à.
y bằng đỉnh trước của 4, có nghĩa là nó là 3. Trong trường hợp này y bằng 3. Xuất 4 ra xong. Xuất 4 ra xong rồi thì chỗ này mới y bằng 3. Bằng 3. Và y bằng 3 nó chưa, nó khác với 1. Chừng nào mà nó khác với 1 thì cứ lặp lại ha. Cho nên nè, xuất cái y ra, tức là 4 xong rồi đến 3. Mũi tên nè. Rồi đến 3. Rồi bây giờ mới lặp lại y bằng đỉnh trước của 3, có nghĩa là y bằng 1 ha. Nè, đỉnh trước của 3 là 1. Y bằng 1. Thì xuất cái y ra là 1 đó ha. Rồi chạy thử rồi nha. Cuối cùng thì nó ra đây là 1 nè. Mũi tên ngược. Rồi đây là 1 đó. Chạy thử, nếu mà thiếu số 1 thì cái này mình xuất ra ha. Rồi chạy đây. Cô chạy với đồ thị số 3 và tìm đường đi từ 1 đến 4. Liệt kê đường đi. Liệt kê đường đi rồi gọi hàm. Trước khi gọi hàm thì cô xuất ra màn hình để người ta biết cái này là cái gì. Chỗ này là đường đi từ đến theo DFS. Và dưới này thì cô liệt kê nó ra trên đây luôn ha. Chạy, cô gọi hàm tìm đường đi. Và tìm đường đi từ S đến F trong đồ thị G ha. Và ở đây cô mới có đỉnh S thôi, cho nên cô khai báo thêm cái biến để cô chứa đỉnh kết thúc. Và cô cũng yêu cầu người ta nhập vô đỉnh kết thúc. Nhập đỉnh kết thúc. Chỗ này là nhập vô F. Rồi có thể những cái này ghi chú nó đi để mình quan tâm tới cái mình đang kiểm tra ha. Chỗ này tìm đường đi từ S đến F. Tương tự cho đường đi từ S đến F theo thuật toán BFS nè. Theo thuật toán BFS, cô copy dưới này nha. Tìm đường đi từ S đến F theo BFS, theo duyệt theo chiều rộng. Chỗ này mình chạy cái gì? BFS. Và chỗ này mình không cần kiểm tra cái đã duyệt của F bằng 0 nữa ha. Tại trên này nó đã kiểm tra rồi. Cho nên xuất đường đi theo BFS. Rồi chạy với đồ thị số 3, đường đi từ 1 đến 4. Đồ thị 3.txt. Đỉnh xuất phát là đỉnh 1, đỉnh kết thúc là đỉnh 4. Thì coi nè, chính xác á. Cái này nha. Nếu mà mình duyệt theo chiều sâu để mình tìm đường đi thì nó đi vòng vòng. Từ đỉnh 1 nó phải đi qua đỉnh 3 rồi mới đi đến đỉnh 4. Trong khi mình đi duyệt theo chiều rộng thì từ 1 nó đi thẳng đến 4 luôn. Đó ha. Từ 7 đến 0 là sao? Cô để cái đặc tả mà cô không để gì hết, đúng không? Chỗ này nè. Đường đi từ đây nè.
cô để cái đặt tả phần trăm đi, từ S đến F như này cũng vậy, phẩy S phẩy F chạy lại đồ thị 3.txt 1 4 này đó ha. Coi đây, đường đi từ 1 đến 4 thì nếu mà DFS á thì nó đi 1 xong rồi qua 3 rồi qua 4. Trong khi nếu mình duyệt theo BFS để mình tìm đường đi thì đường đi sẽ là từ 1 đến 4 thôi ha. Không có đi qua cái đỉnh 3. Rồi cái phút sau tạo cái chương trình này thành menu thì dùng cái kỹ thuật lập trình mới vừa học đó, viết thành cái menu cho cô, chút nữa cô kiểm tra. Cũng cái đồ thị 3 này mà bây giờ mình tìm đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 5, coi có không? Không có đường đi tại nó hai thành phần liên thông. Chạy với đồ thị 3. Đồ thị 3.txt. Đỉnh xuất phát là đỉnh 1, đỉnh kết thúc là đỉnh 5, không có đường đi từ đỉnh 1 đến 5 ha. Cô chạy trên Excel. Cái đường đi từ đỉnh 7 đến đỉnh 8 bằng thuật toán DFS thì nó đi vòng vòng. Còn nếu mà BFS á, thì từ 7 đi đến 8 luôn ha. Vậy thì đầu tiên thì đánh dấu đã duyệt đỉnh 7 số 1. Sau đó từ 7 nó đi đến 6, đánh dấu đỉnh 6 đã duyệt. Và đỉnh trước đỉnh 6 là 7, trước 6 là 7. Rồi từ 6 nó sẽ đi đến 5, đánh dấu 5 đã duyệt. Và trước 5, trước 5 là 6. Rồi bây giờ từ 5 nó đi đến 0, đánh dấu 0 đã duyệt. Trước 0 là 5, trước 0 là 5. Rồi từ 0 đi đến 1, 0 đi đến 1, đánh dấu 1 đã duyệt. Trước 1 là 0. Rồi từ 1 đi đến 2, đánh dấu 2 đã duyệt. Trước 2 là 1, trước đỉnh 2 là đỉnh 1. Từ 2 nó đi đến 4, đánh dấu 4 đã duyệt. Và trước 4 là 2. Trước 4 là 2. Rồi bây giờ 4 hết rồi, cho nên quay ngược lại 2, quay ngược lại 1, 1 đi đến 3, 1 đi đến 3, cho nên đánh dấu đã duyệt cái này. Và trước 3 là 1. Rồi hết rồi, quay ngược lại đây, quay ngược lại đây cũng hết đường đi. Quay ngược lại đây 5 à, thì tìm đỉnh kề của 5 thì cô có đỉnh 8, đánh dấu đỉnh 8 đã duyệt đây. Và trước 8 là 5. Trước 8 là 5. Rồi bây giờ tìm đỉnh kề của 8. Này duyệt rồi, này duyệt rồi, này duyệt rồi. Không có. Cho nên cuối cùng đỉnh 9 đã duyệt. Và như vậy thì trước 9 là 7. Còn này là đỉnh đầu tiên, đỉnh xuất phát, cho nên nó không có nè ha. Nó là trừ 1 đó. Cái này là trừ 1. Vậy cho nên bây giờ mình xuất ra đường đi thì bắt đầu từ 8. 8 đây ha. Bắt đầu từ 8, xong rồi đến 5. 5 xong rồi đến 6 nè. 8 trước 8 là 5. Rồi, trước 5 là 6. Trước 5 là 6. Trước 6 là 7. Trước 6 là 7. Hết rồi, từ 7 đến 8 thì nó sẽ đi là 8, 7, 6, 5, 8. Vậy chạy coi đúng không này nha. Chạy thuật toán, chạy trên Excel nè. Giờ chạy trên thuật toán đồ thị 1.txt. Xuất phát từ đỉnh 7 đến đỉnh 8. Đây, 7, 6, 5, 8 đúng như Excel của cô chạy. Đây ha.
7, 6, 5, 8. Trong khi thuật toán duyệt theo chiều rộng thì từ 7 đến 8 thôi. Ha? 7, 6, 5, 8. Đây. Rồi vậy cô kết thúc này đây.